đầy mỡ thừa, không săn chắc chính là nỗi ám ảnh của các chị em phụ nữ. Vậy làm thế nào để đánh bay đám mỡ đáng ghét đó? Hút mỡ thì sợ biến chứng, nhịn ăn thì đói, chỉ còn có cách là tập thể dục thôi. Tập thể dục, thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn cho bạn một vóc dáng đẹp chuẩn. Và đối với các chị em thì làm sao để có một vòng eo thon gọn, săn chắc luôn được đặt lên hàng đầu. Ai cũng biết là tập thể dục là một cách hiệu quả nhất, nhưng không phải ai cũng có thời gian rảnh để đến phòng tập thường xuyên. Chính vì vậy mà muốn giảm mỡ thừa, vòng eo săn chắc, thon gọn, hãy cùng Mờ Lóc Đẹp khám phá những bài tập dưới đây. Chỉ với 4 phút luyện tập mỗi ngày thì bạn sẽ nhanh chóng có được vòng eo lý tưởng. 1. Bài tập đẩy hông. Đây được coi là động tác khởi động để làm nóng cơ bụng trước khi bắt đầu thực hiện các bài tập giảm mỡ bụng khác với cường độ cao hơn. Cách thực hiện bài tập đẩy mông giảm mỡ bụng như sau. Bắt đầu với tư thế đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, lưng giữ thẳng, nhìn về phía trước, tay và vai thả lỏng. Lấy hai chân làm trụ, đẩy eo sang trái và lắc về bên phải, tay cử động theo nhịp lắc. Lặp lại động tác trong vòng 5 phút. Thứ hai, bài tập plank. Chỉ là một động tác đơn giản vậy thôi, nhưng nó vô cùng tốt cho cơ bụng, chân và thân người trên. Đặc biệt, hiệu quả giảm mỡ bụng rất tốt. Bài tập giảm mỡ bụng với tư thế plank thực hiện như sau. Khi giữ tư thế plank cẳng tay, hãy đảm bảo hai vai ngay trên hai cùi chỏ và thân người tạo thành một đường thẳng. Bắt đầu trên sàn, tựa trên hai cẳng tay và hai gối, duỗi hai chân ra ngoài tạo tư thế plank, căng cứng cơ bụng, không để bụng xả xuống, hóp bụng về phía chân. Giữ trong 30 giây, tốt nhất nên tăng thêm 1 phút để khỏe hơn. Thứ ba, bài tập giảm mỡ bụng, hóp mở. Hóp mở là một trong những động tác aerobic cơ bản nhưng mang lại hiệu quả đốt cháy mỡ thừa rất tốt bằng cách tác động trực tiếp vào vùng bụng với cường độ nhanh và mạnh. Cách thực hiện bài tập giảm mỡ bụng hóp mở như sau. Bước 1. Đứng thẳng, đặt hai chân rộng bằng vai, hơi khuỵu gối. Sau đó đẩy hông ra sau, ưỡn ngực, mở vai. Bước 2. Nhịp 1. Gập bụng. Nhịp 2. Đẩy mông ra sau kết hợp ưỡn ngực ra phía trước. Chú ý giữ chắc gối, thực hiện trong vòng 3-4 phút. Bài tập chạm gót chân, heel touchers. Với bài tập giảm mỡ bụng chạm gót chân này, nó sẽ giúp cho bạn có được một cơ bụng và cơ liên sườn chắc khỏe, mà cách thực hiện thì vô cùng đơn giản. Đầu tiên nằm ngửa trên thảm, có hai chân lại gần mông và hai chân cách nhau khoảng 30cm. Hai tay thì duỗi tự nhiên dọc theo người. Nâng vai và đầu lên khỏi sàn, căng cơ bụng, đồng thời kéo người nghiêng sang phía bên trái, ngón tay trái chạm gót chân trái. Rồi quay trở lại vị trí ban đầu, thực hiện tương tự cho phía bên phải, lặp lại 30 lần. 5. Bài tập gập bụng bên chữ V, Olic V Crunch. Với sự vận động liên tục của chân và eo, thì bài tập này sẽ giúp bạn đốt cháy mỡ thừa vùng bụng hiệu quả. Với bài tập giảm mỡ bụng này, bạn thực hiện như sau. Nằm nghiêng người bên phải, đặt tay trái ra sau đầu, tay phải đặt trên sàn. Ấn mạnh tay phải xuống sàn khi nâng hai chân khỏi sàn, kéo thân người về phía hai chân. Sau đó từ từ hạ thân người ngược xuống sàn, thực hiện 8 lần, sau đó đổi bên. 6. Bài tập gập bụng hình tam giác, Triangle Crunch. Bài tập giảm mỡ bụng này thì có hiệu quả rất tốt với cơ liên sườn, mà cách làm cũng rất là dễ dàng. Quỳ trên chân phải, tay phải chống thảm, duỗi chân trái, tay trái để ra sau đầu. Sau đó nhấc chân trái, tiến sát tay trái. Giữ tư thế vài giây rồi chậm chậm trở về tư thế cũ, chân trái hạ không chạm đất, lặp lại 30 lần mỗi bên. 7. Bài tập tư thế ngón chân cua. Cách thực hiện bài tập giảm mỡ bụng tư thế ngón chân cua như sau.
ngồi trên thảm với bàn chân của bạn ở phía trước của bạn, đầu gối uốn cong. Sau đó đặt hai tay ra sau và rời hông khỏi thảm. Đưa tay phải lên, đồng thời nâng chân trái lên và dùng tay phải chạm vào chân trái. Trở lại vị trí nâng cao và đổi bên. Tiếp tục luân phiên qua lại, hoàn thành 16 lần chạm. Tạm dừng, làm thêm 16 lần nữa. 8. Bài tập đá chân về phía trước. Với rất nhiều lợi ích như là giúp săn chắc cơ mông, đùi, hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả, bài tập đá chân về phía trước được rất nhiều chị em ưa chuộng trong công cuộc lấy lại vòng eo thon gọn của mình. Cách thực hiện bài tập giảm mỡ bụng này cũng khá đơn giản và dễ thực hiện như sau. Bắt đầu với đôi chân của bạn với nhau. Sau đó lùi lại bằng một chân để hoàn thành động tác nhào lộn. Bước trở lại vị trí ban đầu, vung chân qua, hoàn thành một cú đá. Trở lại vị trí bắt đầu, lặp lại 15 lần, tạm dừng, tiếp tục 15 lần nữa. Hy vọng với những bài tập giảm mỡ bụng đơn giản, không tốn thời gian mà bất kỳ ai cũng có thể làm được như thế này sẽ giúp bạn có một sức khỏe tốt, thân hình đẹp nhất để có thể luôn tự tin diện những bộ trang phục theo ý thích. Còn bạn có thường xuyên tập luyện để giữ dáng hay không? Hãy cùng chia sẻ với chúng mình qua bình luận ở bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy những thông tin làm đẹp mà blog đẹp vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video bên trái và bên phải của màn hình nhé.